Phải có đồ ăn đủ nè mọi người ơi. Thôi bây giờ mình ăn lấy sức đi. Dạ. Uống. Ui. Ui. Trời ơi, mức. Cái gì trời ơi? Mức gì vậy? Cái này là... Mức chanh. Mức chanh dây. Ê, để em uống lấy sức mày coi. Ngon đó nha. Hồng xăm Hàn Quốc. Ăn lấy sức. Thì nãy giờ mình học hành nhiều rồi, giờ mình chơi chứ. Ta thấy như mình cực. Cho mình ấy. Ủa? Không.